Kính thưa quý vị, 77 năm trước đây, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Với thành công của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nước ta từ xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ tương lai của nước nhà. Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, đất nước ta, dân tộc ta đã bước vào kỷ nguyên mới, trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại. Về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, thắng lợi của Cách mạng tháng 8 đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng và giành lấy chính quyền thành công. Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Đảng Cộng sản Việt Nam do chính Bác sáng lập mới là đáp số chính xác nhất cho cái bài toán về phát triển Việt Nam, chấm dứt một cái cuộc khủng hoảng, mở ra một chân trời mới và từ đó dẫn đến cái cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Khi Đảng có 15 tuổi, khi đội ngũ chỉ có 5.000 đảng viên, giải phóng được 20 triệu nhân dân lúc bấy giờ, thì đấy quả thực là một bước ngoặt lịch sử của Việt Nam. Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng tháng 8 đã trở thành hành trang, thành động lực thúc đẩy toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ trong suốt 30 năm. Đánh thắng các thế lực thực dân đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và cho đến nay, qua 3/4 thế kỷ, tinh thần Cách mạng tháng 8 quật khởi vẫn luôn là ngọn nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, động viên tiếp sức cho nhân dân ta đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới, viết tiếp những trang sử vàng hào hùng của dân tộc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.